và có nhiều bạn yêu cầu chị Nhung á là chị ơi, chị hãy quay phòng của chị đi. Thì hôm nay chị Nhung sẽ giới thiệu phòng của chị và gia đình nhỏ của chị cho các em biết nha. Let's go. Ok, và trước khi bước vào thăm phòng của chị Nhung, hãy nhớ đăng ký kênh của chị Nhung và bấm một cái like thật bự để ủng hộ tinh thần chị Nhung nha. Đây là cái góc nhỏ của gia đình chị Nhung. Đầu tiên em hãy xem tổng quan cái phòng đi. Bây giờ các em hãy theo chân chị Nhung đến cái nơi mà chị Nhung hay ngồi trang điểm để mỗi khi quay clip và đi ra ngoài. Trên đây là những cái nước hoa của chị Nhung nè. Rồi mắt kiến của bé Tin. Kiến nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đây là cái đồng hồ mà chị của chị đã gửi cho chị. Rồi, những cái này là son. Chị Nhung không có nhiều mỹ phẩm như là chị Anh Thư, tại vì chị Nhung rất là ít khi trang điểm. Đó, thì chỉ có nhiêu đây thôi. Đây là hộp phấn má hồng mà chị Nhung rất là yêu thích luôn. Wow, và đây là chiếc giường của chị Nhung. Sau một ngày mệt mỏi thì chị Nhung lại về với chiếc giường của mình. Thật là khỏe quá đi. Trên cái đầu giường thì chị Nhung có trang trí những cái con gấu bông rất là dễ thương. Ví dụ đây là cái con cá ngựa mà ru ngủ mà bé Đức Tim rất là thích luôn. Chị Nhung sẽ mở cho các em nghe nha. Mỗi lần mà Đức Tim ngủ, Đức Tim đều ôm cái con cá ngựa này vào lòng. Một cảm giác rất là dễ chịu. Rồi, và đây là một cái con gấu cũng rất là dễ thương. Ở bên trong này á là nó những cái hộp mà giống như chị Nhung cảm giác giống như là hộp tuyết vậy đó. Hạt tuyết vậy, nó rất là mềm, nó có thể làm rất là nhiều kiểu luôn đó. Và mình cũng có thể là đổi thành một cái gối nằm được luôn. Chị Nhung sẽ làm cho các em coi nha. Từ một cái con gấu như thế này sẽ biến thành một cái gối nằm. Để em sẽ rất là thích luôn. Là chị sẽ nhét vô. Cái này rất là hay. Mà hình như ở đây mình không có bán đâu. Tại vì cái này là cái món quà mà má ba của chị tặng cho Destin khi mà đi Đài Loan. Ở đây chị Nhung nghĩ nó không có bán. Rồi, đó. Nó là như thế này. Yeah, đó, các em thấy nó vui không? Nè. Còn cái này là một cái con gấu mà Destin cũng rất là thích luôn. Mỗi lần mà Destin chơi cùng với chị hai là đều lấy con gấu này ra chơi với chị Suri cả. Và cái giường này á là chỉ để chị Nhung và anh Phong như này thôi. Còn ở dưới đây là cái giường của bé Destin và Suri. Thường là hai chị em sẽ ngủ ở đây, tại vì ở trên này rất là cao. Chị Nhung sợ khi mà bé lăn hay cái gì đó thì bé sẽ té. Nên là đây là cái nệm của bé Suri và Destin. Và một cái đặc biệt nữa là khi mà Destin ngủ, Destin không thể nào quên được cái giọng thân yêu của bé. Và đây là cái giỏng mà từ cái thời của chị Suri. Và bây giờ bé Destin vẫn còn nằm trên cái giỏng này. Destin đó nha, mỗi lần mà ngủ không thể nào mà quên cái giỏng này được. Mỗi lần mà ngủ á, thì phải đưa trên giỏng. Xong rồi khi mà ngủ thì mới chịu xuống một cái nệm mà nằm, chứ không thể mà tự nhiên mà ngủ ở đây được. Và bây giờ chị Nhung sẽ dẫn các em ra cái nơi mà thường là buổi sáng hay buổi chiều chị Nhung đều hay ra đó để hít thở không khí trong lành. Đây là cái ban công của phòng chị Nhung, rất là rộng rãi và thoáng mát. Đứng đây chị Nhung có thể nhìn toàn cảnh ở một cái khuôn viên của ngôi nhà đó, các em có thể nhìn rất là đẹp. Và chị Nhung rất là yêu thích cái nơi này. Và đây là cái tấm hình mà trang trí ở trong phòng mà chị Nhung đặt ở đây. Tấm hình này là tự tay chị Nhung thêu, mà chị Nhung nghĩ là cái thêu này các em đã biết rất là nhiều, đó là thêu chữ thập. Chị Nhung đã tự tay và thêu tặng bé Suri nhân ngày bé sinh nhật của bé. Các em thấy nó có đẹp hay không?
Và cuối cùng không thể thiếu đó là cái phòng tắm nhỏ của gia đình của chị Như. Đây, rất là nhỏ gọn nhưng mà thật là xinh xắn đúng không? Ok, cuối cùng thì video giới thiệu phòng của chị Nhung đã kết thúc rồi. Hy vọng các em sẽ yêu thích nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you.